lửa kia, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm thương thế sự lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẫn lơ ngạo báng phe phang, đến nay là buổi tai nàng tam thiên lục bá khắp tràng hải dân. Mà thầy đã dạy rất rõ trong Thiên Lý Ca rồi, kính thưa đồng đạo, hay hoặc là cũng trong Khuyến Thiện thầy dạy rất rõ rồi. Nào là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hãy còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọ nhiều ngày thảm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Kính thưa đồng đạo, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, ôn lại tấm mình trong dòng suối pháp qua 6 câu mà Đức Thầy đã dạy là: mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Đây là 6 câu giảng mà chúng ta thấy rằng nếu nói về cái phạm vi về văn chương thì hết sức là tuyệt diệu. Và nếu nói về ngữ từ đọc ra thì tất cả đồng đạo chúng ta đã rõ về nghĩa, về lý. Cho nên qua 6 câu giảng này chúng tôi chỉ giải nghĩa một số nét theo từ điển. Và cái quan trọng là chúng ta nhận định để rồi thực hiện đúng là Đức Thầy đã dạy, để chúng ta hưởng được cái phước lợi như chúng tôi vừa nói, cũng như mình sẽ tắm mình trong Phật Pháp. Như vậy thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta có thức tỉnh hay chưa? Nếu chưa thì chúng ta phải nên thức tỉnh. Và đặc biệt thời kỳ này nếu chúng ta không thức tỉnh thì theo là Đức Thầy là sẽ trễ, sẽ muộn mất. Và đồng thời khi thức tỉnh rồi thì mỗi người phải xét lại coi mình có sửa mình hay không. Thí dụ người đời người ta chưa tu, hôm nay người ta thức tỉnh, người ta sửa mình thì đó là cái điều đương nhiên. Đôi khi trong nội bộ đạo chúng ta, đồng đạo chúng ta đã tu lâu năm rồi, mà tôi thấy rằng có rất là nhiều người tinh tấn tu hành, bên cạnh đó cũng còn tồn tại một số ít thôi, cũng chúng ta chưa hoàn thiện là sửa mình. Nhiều khi mình chỉ có cái tướng là đạo Phật giáo hòa hảo, nhiều khi chúng ta chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài khoác trên mình một chiếc áo Phật giáo hòa hảo, mà tâm tánh chúng ta thì chưa có thuần khiết, chưa có chịu trao sửa đúng theo một cái khuôn khổ, một giáo điều mà Đức Tôn Sư đã chỉ dạy. Vì vậy cho nên nếu chưa trao sửa thì giờ này chúng ta phải cần hiểu để chúng ta trao sửa, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay mỗi cái sự làm của mình, mỗi hành động của mình, dầu nhỏ hay lớn, thì hôm nay chúng ta làm là chúng ta hưởng, chứ không có người khác hưởng được đâu. Và hơn thế nữa, hôm nay nếu chúng ta có thực hiện thì mới tìm đến con đường hạnh lạc, tìm đến cái con đường phải nói rõ là thoát khổ. Còn nếu giờ này mình không làm lành thì đến một ngày nào đó, đến số vô thường đến rồi, chúng ta đối diện với phán quan, chúng ta về cái cảnh giới của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, khi chúng ta được phán quan phân xử thì lúc bây giờ mình có hối hận thì mọi việc cũng đã muộn mất rồi. Cho nên chúng ta phải trân trọng cái thời gian này để mà chúng ta cố gắng thực hiện. Vì vậy cho nên để khỏi muộn mất thì Đức Thầy đưa ra một cái phương hướng. Kính thưa Đức Thầy đưa ra một phương hướng là chúng ta cần phải giữ giới, cần phải làm lành. Và những yếu tố đó nó không bao giờ mất, nó sẽ trường tồn vĩnh cửu. Và đến cái ngày cuối cùng khi chúng ta bỏ cái xác này thì mình sẽ được hưởng cái quả vị tuyệt diệu mà chúng ta thực hành trong cuộc sống. Thì đó là các yếu tố mà hôm nay chúng tôi cùng quý vị chúng ta sẽ chia sẻ qua một cái chuyên đề này. Như vậy thì qua 6 câu giảng này, đồng đạo biết rõ rằng đây là 6 câu mà Đức Thầy sáng tác trong 776 câu trong quyển 5 còn gọi là Lời Khuyến Thiện của ông Vô Danh Cư Sĩ. Đây là quyển thứ 5 mà Đức Thầy sáng tác vào năm 1941 ở tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn, năm Tân Tỵ. Thì nếu nói về 6 quyển giảng thì gần như quyển nào cũng tuyệt vời, quyển nào cũng đưa chúng ta đến chỗ giải thoát. Tuy nhiên tùy theo căn cơ trình độ của mỗi đồng đạo chúng ta, có thể chúng ta ngộ được một câu, có thể chúng ta ngộ được một chữ, có thể chúng ta ngộ một đoạn, và cũng có thể chúng ta ngộ cả một quyển sấm thi Đức Thầy để rồi chúng ta hành trì. Thì đó là do căn cơ trình độ. Tuy nhiên nếu nói về căn cơ trình độ thì người tại gia cư sĩ chúng ta, ngoài Giác Mê Tâm Kệ ra, thì theo chúng tôi nghĩ rằng quyển Khuyến Thiện này rất là phù hợp.
Bởi lẽ rằng Đức Thầy đã cho biết rất rõ, Đức Thầy đóng vai của một vị tại gia cư sĩ. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Thì khi mình đọc cái đoạn này, mình cảm nhận được đây là điều rất là phù hợp với mình. Bởi vì đa phần đồng đạo chúng ta là người tại gia, là người cư sĩ tại gia, là một người chân chất trong cái công việc về nông nghiệp, về ruộng, về rẫy, về vườn. Và đồng thời cũng có một tiểu số vị là các tiểu thương, vân vân trong cuộc sống. Và hơn thế nữa thì quyển Phiến Thiện này, Đức Thầy đã diễn luận cuộc đời của Đức Phật. Khi Đức Thầy diễn luận cuộc đời Đức Phật để làm gì? Để cho chúng ta lấy đó mà làm cái gương quá vậy ạ. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo. Đức Thầy đưa hình ảnh Đức Phật là cái người giàu có, quyền hạn tột nhất. Nào là vợ đẹp, con cưng, được vua Tịnh Phạn cưng chiều mọi thứ. Thế mà Ngài sẵn sàng lìa bỏ hết tất cả, mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, vóc ngọc đông cung tước phế liền, để Ngài xuất gia tầm đạo. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đọc những án văn ấy, thì mỗi đồng đạo mình hình dung được rằng giờ này chúng ta không còn, phải nói rõ là chúng ta bỏ đi một cái sự ham mê danh lợi, mình không có còn cái gì nữa. Bởi vì chúng ta không bằng Đức Phật, giàu có như Đức Phật mà Đức Phật còn bỏ hết, huống hồ chứ chúng ta có cái gì đâu mà chúng ta còn luyến tiếc, có cái gì đâu mà chúng ta níu kéo trong cuộc đời giả tạm này. Và hơn thế nữa, bên cạnh đó thì Đức Thầy muốn cho chúng ta biết rằng cuộc đời Đức Phật tu hành khổ lắm mới chứng thành thánh quả được. Còn giờ này chúng ta tu hành mà muốn mình sung sướng, được mọi người cung phụng, được mọi người là phải nói rõ là dâng cúng, thì đây là một cái điều nghịch lý đồng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta tu là mình phải nhớ là Đức Thầy dạy, tức là ráng cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật Thánh. Và hơn thế nữa, cũng trong quyển này Đức Thầy đã đưa ra 8 nỗi khổ của cõi trần gian này: sinh lão bệnh tử, mưu cầu bắt đắc, rồi ái biệt ly, oan tấn hội, u sầu lo ngại khổ. Thì gần như tất cả chúng ta không ai thoát khỏi 8 nỗi khổ này. Và sau khi Đức Thầy nói 8 nỗi khổ xong, thì Đức Thầy cho chúng ta biết rất rõ: ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đận dựa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen báo. Kính thưa đồng đạo, vì vậy trên Đức Thầy dạy chúng ta phải cố gắng tu hành. Và sau khi trình bày nỗi khổ xong, thì Đức Thầy mới trình bày 8 cái niềm vui nơi cực lạc. Hôm nay chỉ có tu thôi chúng ta mới thoát khổ, chỉ có tu thôi thì chúng ta mới về cực lạc. Bởi vì chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Cho nên Thầy mới dạy là mau thức tỉnh tu thân, kẻo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây phương chư Phật để chờ. Vì vậy cho nên 6 câu giảng này Đức Thầy viết nói liền với 8 cái niềm vui nơi miền cực lạc. Mỹ Đức Thầy muốn cho chúng ta biết rằng giờ này nếu muốn đạt được 8 cái niềm vui ấy, thì 8 câu giảng này là một yếu tố quan trọng. Chỉ cần chúng ta thực hiện theo 8 câu giảng này thôi, thì mình sẽ có một cơ hội. Tương lai chúng ta sẽ được thần thức nhập thai sen tinh hảo. Tương lai chúng ta được thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khổ gì khổ lão. Tương lai thì chúng ta được thể thanh tịnh thường không nguyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lo đau vì nó. Tương lai chúng ta sẽ được đường sanh mạng Phật ta đồng thọ. Tương lai chúng ta sẽ được cuộc y thực, muốn chi đủ thứ không nhọc nhằn lo việc sinh nhai. Thì đó là những cái quả vị mà chúng ta đạt được. Muốn đạt được điều đó thì ngay giờ này tôi và đồng đạo chúng ta phải cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu, suy nghĩ. Và cái quan trọng là chúng ta thực hiện cho được 6 câu giảng này. Câu thứ nhất Thầy dạy: mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Như vậy thì khi Đức Thầy đưa ra cái nỗi khổ, Đức Thầy lại giải về cái niềm vui. Nỗi khổ nhiều Thầy viết 82 câu, niềm vui Thầy viết gọn có 32 câu thất ngôn trường thiên thôi. Thì sau khi đưa phò khổ và vui, thì mỗi đồng đạo chúng ta đã ném trải rồi. Nếu nói về 8 nỗi khổ đã ném trải rồi, cho nên giờ này câu đầu tiên Thầy dạy là chúng ta phải mau. Đối với đạo thì chúng ta không nên hẹn. Bởi vì tại sao cái tâm giác ngộ con người chúng ta nó có một lúc, một lúc dõng mãnh nhất là cái lúc bắt đầu chúng ta giác ngộ tu hành. Kính thưa đồng đạo, đây là cái giai đoạn mãnh liệt nhất trong đời tu chúng ta. Nếu như giai đoạn này mình không nắm bắt được cái thời cơ này,
Hôm nay chúng ta bắt chợt nghe được một cái bài pháp. Hôm nay bắt chợt chúng ta nhìn hình ảnh của một cái đồng đạo mình. Hôm nay bắt chợt chúng ta nghe một đoạn giảng mà mình không tu, mình hẹn lần hẹn lựa thì muộn mất đồng đạo. Cho nên cái tâm chúng ta là tâm viên ý mã. Lúc nào mà nó cao độ, nó tinh tấn, khi ngộ nhận được một vấn đề gì đó thì cái quan trọng là chúng ta thực hiện. Cho nên thầy dùng cái từ mau, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Kính thưa đồng đạo, hay hoặc là tu kiếp kiếp, nếu không có trễ đến tội rồi tức là Đức Thầy đã dạy ở một đoạn khác. Vì vậy cho nên cái quan trọng là chúng ta phải nhanh, chúng ta phải có một cái tư duy khi nhìn nhận được, như chúng tôi vừa nói, vượt giữa khổ và vui. Và khi chúng ta hiểu được đó thì mình phải thức tỉnh. Thức tỉnh, ngược lại thức tỉnh là mê. Thức tỉnh còn gọi là tỉnh thức, có nghĩa là chúng ta phải thức tỉnh, phải vực dậy để mình cảm nhận cái sự thật trong cái cuộc đời này. Mà Đức Thầy dạy là mê với tỉnh nhận ra là lý. Thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức vậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Tất cả đồng đạo chúng ta đã ngủ mê vùi trong một giấc ngủ hết sức là sâu, hết sức là dài. Một giấc ngủ gọi là từ vô lý kiếp đồng đạo đó. Một giấc ngủ từ vô lý kiếp đó. Cho nên may thay hôm nay gặp được thầy, gặp ông Phật Việt Nam. Ông Phật Việt Nam nói tiếng Việt Nam, viết sấm thi bằng Việt ngữ, bằng vạn văn, bằng những cái ngôn từ mẹ đẻ, bằng những lối thi thơ mà thỏ nằm nôi thì chúng ta đã cảm nhận qua cái lời ru hời của cha mẹ chúng ta rồi. Thì đây là một cái nét độc đáo trong đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Vì vậy cho nên nghe những cái phần thơ ấy, chuyển tải Phật pháp ấy, thì tôi tin rằng tất cả đồng đạo chúng ta nên thức tỉnh. Mình phải cảm nhận được rồi cuộc đời chúng ta rồi đây sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Rồi cuộc đời của mình đồng đạo gẫm lại đi. Khi mà đồng đạo 60 tuổi thì mình nhớ lại coi 60 năm nay đối với mình có phải là giấc mộng hay không. Chúng ta còn cái gì? Chúng ta mất cái gì? Chúng ta được cái gì? Chúng ta có cái gì? Cuối cùng rồi chúng ta được cái gì đâu? Cuối cùng rồi chúng ta cũng phải ra nghĩa địa thôi. Tương lai chúng ta sẽ như thế nào? Có thể mình ở đây được trọn đời trọn kiếp, được bao nhiêu năm nữa để chúng ta hưởng thụ, hay tương lai chúng ta là những ngày khổ? Và chừng nào khổ chừng đó. Kính thưa đồng đạo, nhiều khi tuổi trẻ như chúng tôi thì bệnh hoạn nó đến không nhiều lắm, nhưng mà đối với vị thì hàng ngày những cái bệnh hoạn nó hành hạ xác thân của mình. Cho nên giờ này chúng ta còn chờ đợi gì mà chúng ta chưa thức tỉnh? Kính thưa đồng đạo, mình không cần nhìn đâu hết, mà chúng ta phải quay lại nhìn chính bản thân của mình. Chúng ta đừng nhìn thời cuộc, cũng đừng nhìn thiên cơ. Nhiều khi đời nó chưa tới mà bản thân chúng ta nó tới trước đời rồi. Nhiều khi thầy chưa về mà đôi khi chúng ta đi trước rồi. Cho nên giờ này mình phải chuẩn bị cho mình lúc nào ở một cái tư thế sẵn sàng. Ai mà biết được ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Ngày hôm nay ngồi giữ thuyết giảng ở đây với chúng tôi, biết đâu bây giờ về ngủ một giấc rồi nghìn thu vĩnh biệt. Bởi vì cuộc thế trao dồi mượn tất hơi, nín thở nằm ngay không cửa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời. Đây là những cái điều thực tế nhất mà thầy đã diễn dạy trong tỉnh bạn trần gian. Cuộc đời chúng ta ngắn lắm đồng đạo, nó ngắn chỉ một tấc hơi mà thôi. Mình thở ra hít vào không được, đó là xong đó. Cho nên theo tôi nghĩ rằng đây là điều thực tế mà. Chúng ta cao tuổi chừng nào thì mình cảm nhận được điều đó hơn ai hết. Cho nên giờ này trong con đường tu chúng ta tuyệt đối là không có hẹn. Cũng có một số vị muốn tu lắm nhưng mà còn kẹt, còn bị, còn tại. Cũng vì kẹt, cũng vì bị, cũng vì tại mà chúng ta khổ đến giờ này nè. Chứ nếu như mình không kẹt, không bị, không tại chắc giờ này chúng ta giải thoát rồi. Cũng giống như một cái lão nông phu ngày xưa vậy, gặp Đức Phật đằng xa đi tới, nào là Xá Lợi Phất, nào là A Nan, Ca Diếp. Ôi nhìn cái tăng đoàn phải nói hết sức là uy nghi. Trong lòng nó rồi rồi, quan hỷ, quan hỷ lắm. Phật lại là quy liền, quan hỷ lắm. Nhưng mà nhìn lại cái miếng ruộng cài chưa xong, cho nên thôi, trong lòng lại chuyển hướng khác liền. Thôi đi, để cài miếng ruộng xong đi, bữa nào họ tu cũng không muộn. Vì vậy cho nên Đức Phật hiểu được cái tâm địa của vị này. Đi gần tới, Đức Phật dõng dãng nói A Nan này: "Này A Nan, ngươi hãy nhìn cái vị nông phu kia đã trải qua 81 kiếp, đã gặp 7 vị Phật ra đời đó. Mà gặp ông nào đó cũng muốn tu hết trơn á, nhưng mà cũng kẹt miếng ruộng, cũng bị cái này,
tại cái kia. Cho nên mãi chần chờ đến ta là vị Phật thứ 8. Hôm nay gặp ta còn chưa muốn tu nữa, bởi vì miếng ruộng cài chưa xong. Khi Đức Phật nói điều này thì lúc giờ vị này phải nói rõ là hết hồn rồi đó. Hết hồn rồi, bỏ ngang cái cài, đến lại quy Đức Phật. Và cuối cùng thì vị này trải qua thời gian tu tập, cuối cùng thì chứng được thánh quả. Cho nên ngày giờ này tôi và quý vị đó chẳng khác nào vị nông phu kia. Theo tôi nghĩ rằng đó, số kiếp của tôi và quý vị gấp nghìn lần, gấp vạn lần vị nông phu kia. Vị nông phu kia 81 kiếp gặp Phật, còn tôi và quý vị mà tồn tại đến ngày giờ này không biết chúng ta bao nhiêu kiếp rồi, không biết bao nhiêu ông Phật rồi. Nhưng mà vị nông phu kia còn may mắn hơn mình, còn gặp được ông Phật thứ 7, ông Phật thứ 8. Nhưng mà giờ này chúng ta không còn may mắn vậy đâu. Mình lần này là gặp ông Phật cuối cùng nè. Ông Phật này mình không tu nha, là gian tà hồn sát cũng tiêu. Mà Đức Thầy đã dạy là nào quản sát thân kiếp chót này đây, há lại tiết chi thân phạm tục. Đức Thầy chúng ta là một ông Phật sau cùng, mà giờ này chúng ta còn hẹn lần hẹn lửa nữa là xin thưa rằng là trễ mất rồi đồng đạo à. Cho nên Thầy mới dạy là kéo trễ nè. Giờ này chúng ta không còn chọn lựa đâu, phải chi thời gian giờ này chúng ta còn sống được vài kiếp nữa, còn gặp vài ông Phật ra đời thì mình còn chọn lựa. Thôi giờ phan ha tu, đợi con gái lớn tôi học đại học xong ha tu. Thôi giờ phan ha tu, nhà còn nghèo quá cho nên ráng cất cái nhà ha tu. Phải chi mà chúng ta còn cơ hội đâu, mình sống trong thời kỳ này là kỳ cuối cùng, đâu còn cơ hội nữa. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải cố gắng nắm bắt cái cơ hội này. Đức Thầy ra đời lần này là hết rồi đó, trong cái giai đoạn gọi là phải nói rõ là ngũ giáo truyền thừa. Từ thời Đức Phật Thầy Tây An đến Đức Phật Trùm, đến sư giải bán, đến Đức Bổn Sư, đến ngài sư vải bán phai, và đến Đức Thầy chúng ta là vị Phật sau cùng theo một cái trình tự ngũ giáo truyền thừa mà các ngài truyền thừa đến đây là hết đó. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên giờ này mình phải hiểu rõ cái điều này để chúng ta thức tỉnh. Cho nên giờ này chúng ta không thức tỉnh là muộn mất rồi. Cho nên Thầy dùng cái từ là kẻo trễ. Lo liệu liệu chịu tiếng trần, có một hội này lập lấy thân, chớ để trễ trầy e chẳng kịp, phiền ai phi sớm gắn chuyên cần. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ rằng cuộc đời này nó cũng giống như cái kim đồng hồ nó quay đồng đạo à. Tôi nói kim đồng hồ đi chúng ta dễ hiểu hơn. Cái cuộc đời này đi theo một cái định luật gọi là thành chủ hoại không, sanh chủ dễ diệt, giống như kim đồng hồ vậy. Nó khởi đầu bắt đầu từ một giờ là kết thúc. Thì giờ này tôi và quý vị đang ở gần cái đích điểm sau cùng của 12 giờ để đồng hồ này quay trở lại. Gọi là thiên địa từng quần gom một mối. Có nghĩa là thiên địa cho thiên địa châu nhi phục thủy mà Thầy giải rất rõ trong cái bài, cái câu gần cuối cùng của tỉnh bạn Trần Giang. Cho nên giờ này nếu mà chúng ta không tu đó thì thời kỳ này là mình không có còn, phải nói rõ là còn cơ hội nữa. Thí dụ bây giờ chúng ta đặt vấn đề đứa con mình ở đồng đập, nó học đại học, lỡ năm nay nó rớt thì sang năm mà nó đăng ký thi lại nó rớt nữa. Nếu nó rớt nữa nó về nhà nó còn phụ tiếp cái này cái kia gia đình, phụ hồ để nó có cái cuộc sống sinh nhai. Còn giờ này cuộc đời chúng ta mà nếu đợt này chúng ta rớt nữa đó thì coi như là xong, bởi vì mình đã rớt quá nhiều lần rồi. Lần này mà chúng ta rớt nữa chúng ta không trở lại đâu, bởi vì mình đang sống ngay cái đích điểm, ngay cái thời kỳ cuối cùng mà Đức Thầy đã dạy Phật Vương Đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội long hoa. Chúng ta nhớ đây là câu hỏi thứ cuối cùng, câu hỏi thứ ba. Sau Liên Kỳ hội, sau Linh Sơn hội, tức là sau cái thời của Nhiên Đăng của Phật, sau cái thời Đức Thích Ca Mâu Ni, thì Đức Thầy chúng ta ra đời thời kỳ này, ngài là một cái vị được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó thác ngày xưa, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phó thác sau này có một vị Phật Di Lặc. Vị Phật này mang một cái hình tướng của một cái vị đế vương. Lúc bây giờ Đức Phật Di Lặc ở kề cận bên Đức Phật Ca Mâu Ni. Tôi đọc lại ở trong kinh Di Lặc Hạ Sanh, Đức Phật Di Lặc là một cái người mang một tướng tại gia, và Đức Phật Thích Ca nói rằng sau này vị này mang một hình tướng là một cái vị, phải nói rõ là một vị đế vương. Cho nên hình Đức Phật Di Lặc mà chúng ta thấy trên núi Cấm thì xin thưa rằng vị này không phải Phật Di Lặc, mà bởi vì văn hóa Trung Quốc muốn áp đặt, nó biết sau này Phật Di Lặc làm chủ càn khôn này. Vì vậy cho nên nó tạo cái tượng của vị Bố Đại Hòa Thượng, cho rằng ông này là Phật Di Lặc, để họ muốn tôn vinh rằng đất nước họ có người tài giỏi. Nhưng mà xin thưa rằng sai lầm lớn rồi. Vì vậy cho nên theo tôi đọc sách nghiên cứu rất nhiều, Phật Di Lặc
mang một cái hình hài của một vị đế vương, đụng với cầu là minh vương xuất thế, ngư mang văn lành. Vì vậy trên đồng đạo ráng tu đi, là sau này chúng ta sẽ hưởng được, thấy được cảnh đó, mình sẽ sáng mắt ra. Lúc bây giờ mình mới nhận định rõ, khi Đức Thầy chúng ta cho biết rằng một tay Ta Quát An Bang, nước nhà Vượng Đạt Nam Đàn Hiển Vinh, hay hoặc là lão đây vương lĩnh Phật Tôn, lãnh cân thưởng phạt chư môn giữ lạch, thì rõ ràng Đức Thầy chúng ta dân là Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Ngài gần như Ngài không tự xưng mình là Phật Di Lặc. Nhưng mà chúng ta đọc các cái nguồn thơ, cũng như đọc trong cái kinh Di Lặc Hạ Sanh của Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài phó thác lại cho Đức Phật Di Lặc, thì rõ ràng Đức Thầy chúng ta không khác. Cho nên giờ này mình phải trân trọng cái thời gian này mà Đức Thầy thường thường luôn luôn kêu gọi chúng ta. Đây là cái câu hỏi sau cùng. Nếu câu hỏi này mà mình không thức tỉnh rồi, trễ rồi đó, thì không còn đâu. Phải chi chúng ta đang ở Liên Kỳ Hội, phải chi chúng ta đang ở Linh Sơn Hội, thì ví dụ trễ Linh Sơn thì còn Long Há, còn giờ này tới Long Hoa Hội là cuối cùng rồi. Cây kim giờ nó đã tới chạm mốc số 12. Cây kim phúc và cây kim giang cũng gần tới rồi, mà giờ này còn chưa chịu thức tỉnh nữa, vậy thì muộn mất rồi. Cho nên Đức Thầy mới dùng khái niệm này. Vì vậy Thầy mới dạy là Long Hoa Tiên Phật náo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mù tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn đây hà. Chúng tôi nói cái đây là cái câu này hơi dài để chi? Để đồng đạo chúng ta có nhận thức. Khi có nhận thức, có thức tỉnh rồi, thì lúc bây giờ chúng ta tu mới mạnh, mới tinh tấn. Còn khi mình chưa có nhận thức, mình cũng tu nữa, mà chúng ta rơi vào trường hợp gọi là tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiện tâm, hoặc là việc tu bá tánh bắn lùi như tôm. Bởi chúng ta nghĩ cuộc đời này còn dài lắm, mình còn sống lâu lắm, bữa nay làm từ thiện không được ngày mai làm, bữa nay ăn chay không được ngày mai ăn. Xin thưa, đây là cái quan điểm sai lầm trong Phật giáo. Bởi vì gần như đến với Phật giáo, gần như đến với lời Đức Thầy thì chúng ta không có hẹn được. Thì đấy là chúng tôi muốn nói chúng ta rõ qua câu thứ nhất là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Thì khi mà đến cái ngày sau cùng, đến cái ngày Thầy về, đến cái ngày Long Hoa mở cửa rồi, thì lúc bây giờ là chúng ta thấy rõ rằng đến đây mình có hối hận, có ăn năn cũng quá muộn màng rồi. Nếu để chờ sấm nổ giang thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn. Giờ này kêu ăn năn, giờ này kêu tu hành, giờ này kêu ăn chay không có chịu đâu. Rồi đợi cái ngày nước đến chân chúng ta mới nhảy, làm sao được. Lửa kia, nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm thương thế sự lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẫn lơ ngạo bán phe phan, đến nay là buổi tai nàng, tam thiên lục bá khắp tràng hải dân. Mà Thầy đã dạy rất rõ trong Thiên Lý Ca rồi, kính thưa đồng đạo. Hay hoặc là cũng trong Khuyến Thiện Thầy dạy rất rõ rồi, nào là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hãy còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọ nhiều ngày thảm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Kính thưa đồng đạo, kính thưa quý vị, như vậy thì giờ này kêu ăn năn, kêu tu hành thì không chịu, mà mai mốt khi mà chúng ta nhắm mắt rồi, về dưới rồi, như tôi nói hồi nãy đó, lúc bây giờ phán quan ông dở một cuốn sách to tướng ra đó, rồi thêm cái đài nguyệt kiến nữa, đó, hình ảnh đó, hầu đó làm ác làm sao, hung dữ làm sao, hơn thua làm sao, nhỏ mọn làm sao, phạm tội làm sao, thì lúc bây giờ đầy đủ hết. Lúc đó chúng ta chối không được. Ta đó mình nói chàng tiếc quá, phải chi hầu đó nghe Thầy tu Tà Đạo Phật giáo hòa hảo thì giờ này đâu có khổ như vậy. Cho nên chúng tôi xin nói thêm vấn đề này đồng đạo. Cái khái niệm mà khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác đó, thì khái niệm này Thầy viết cho những người chưa tu, tức là Thầy viết một cách phổ động, với một cách nhìn đại trí tuệ một vị vạc Phật. Người chưa tu đó, thì khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác mới gặp quỷ vô thường. Còn chúng ta là người có tu rồi, thì khi nhắm mắt không lìa hồn lìa khỏi xác, chúng ta không xuống diêm đình đâu. Mà chúng ta khi tu rồi, khi chúng ta nhắm mắt rồi, lúc bây giờ hiền lành nhắm mắt thấy non tim. Chúng ta ráng tu đi, mau thức tỉnh đi, tu hành đúng là Đức Thầy. Thì khi chúng ta nhắm mắt rồi, mình sẽ không thấy quỷ vô thường, mà chúng ta sẽ thấy Thầy, thấy Phật tiếp rước chúng ta về một cảnh giới an lạc. Như tôi vừa nói, hiền lành nhắm mắt thấy non tim. Còn nếu như mê muội ác hung thì về địa ngục. Cho nên các khái niệm mà khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường chắc xuống giam đình đó, thì đây là chỉ cho cái người không thức tỉnh đó, hoặc giả là cái người đã quy rồi mà chúng ta chậm lục. Như chúng tôi nói,
thì đây là một cái điều hết sức là nguy hại. Mỗi đồng đạo chúng ta nên nhìn mình, nhìn cái hành động của mình, nhìn cái ngôn ngữ của mình, nhìn lại tư tưởng của mình, thì quý vị chúng ta cũng đủ hiểu được rằng sau khi chúng ta chết mình về đâu. Trong cái đề tài muốn thoát luân hồi, chúng tôi nói vấn đề là rất là nhiều rồi quý vị ạ. Chúng ta không cần nhìn ai. Mỗi cuộc đời tu của chúng ta chỉ cần phản quan tự kỷ bốn phận sự thôi, nhìn mình thôi. Nhìn mình là đủ biết mình về đâu rồi. Bởi vì mình là người học Phật. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải hết sức là khắc kỷ, ghi nhớ vào lòng, để chúng ta cố thực hiện, để rồi chúng ta không có trễ, không có hối lỗi ăn năn khi đến cái ngày cuối cùng. Như thầy đã dạy, đến tội rồi mới hối muộn màng. Vì vậy cho nên muốn làm được trọn vẹn điều ấy, thì câu thứ ba thầy dạy: chi cho bằng ta sớm lo toan. Nãy giờ tôi dạo dị chúng ta trình bày, đây là về cái nhận định, về cái tri thức. Thì khi đến giờ này chúng ta hiểu, à như vậy là thầy dạy quá rõ ràng rồi đúng không? Thầy có một trách nhiệm là dựng cuộc hòa minh cấp đại đồng như tôi vừa nói. Thầy có một trách nhiệm là lập hội Long Hoa, một tay tá quát an bang nước nhà Vượng Đạt Nam Đàn Hiển Vinh. Và hơn thế nữa, khi đọc cái nguồn thi thơ Đức Thầy, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận định rằng bây giờ mình phải ráng tu mới được. Bởi vì gặp cái cảnh quỷ vô thường mà dắt xuống Diêm Đình đó, gặp tội gặp phước chúng ta sợ lắm. Cho nên mình phải ráng tu để chúng ta thoát cảnh này. Làm sao mà khi chúng ta nhắm mắt ít nhất cũng thấy được non tiên. Và làm sao chúng ta ráng tu làm sao, ráng niệm Phật sao mà khi nhắm mắt được Đức Phật A Di Đà phóng hào quang đến, rồi tiếp dẫn chúng ta về cảnh giới cực lạc. Thì đấy mà thật là cái điều phải nói rõ là hết khổ đồng đạo, à hết khổ. Thì khi giờ này chúng ta hiểu được các khái niệm này rồi, thì lúc bây giờ bắt đầu lo to. Hồi nãy chưa hiểu chúng ta chưa lo, hồi nãy chưa hiểu chúng ta lo danh đâu mà. Ngồi đây giữ thuyết giảng chứ không biết lo bữa nay ông trời ông mưa đây, không biết là lúa thóc nó làm sao nữa, nó gần thu hoạch rồi. Ngồi giữ thuyết giảng mà nhà mấy cháu nội rồi, nó đi học về có ai lên giữ nó không, ai rước nó không nữa. Khi mà chúng ta chưa hiểu rõ vấn đề này, nhưng mà khi mà chúng ta đã hiểu được rồi, thì tôi tin chắc rằng lúc bây giờ mình không còn lo cho cái giả tạm nữa. Lúc bây giờ chúng ta sẽ mạnh dạn để đầu tư vào cái gọi là cái ngân hàng công đức. Chúng ta đầu tư vào trí tuệ, chúng ta đầu tư về cái hằng hữu. Còn cái thế giới giả tạm này nó chỉ là giả tạm trong một thời gian thôi, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên giờ này lúc bây giờ chúng ta mới lo. Cho nên nếu đồng đạo nào mà chưa lo đó, thì giờ này lo là vừa. Bởi vì tôi cũng cảm nhận được rằng có nhiều đồng đạo tín đồ Phật giáo Bảo Hảo chúng ta, như tôi nói hồi nãy, cũng là tín đồ nữa, cũng là đồng đạo mình, rồi cũng cúng lại sớm chiều. Đôi khi cũng có những anh em trong ban trị sự đó. Ở đây thì chúng tôi thấy có rất là nhiều vị trưởng ban, các trị sự viên của các ban sự tham dự. Ở đây là tinh thần nhất chung, và trong đó có tôi luôn. Nhiều khi chúng ta là tín đồ như tôi nè, những khi lên diễn đàn thì trình bày những cái gì đó mình hiểu biết theo lời Đức Thầy, quý vị rất là phải nói rõ là cũng rất là mến chúng tôi. Nhưng mà nhiều khi tôi nói không mà tôi làm không được. Hoặc là quý vị cũng vậy. Đây là cái điều tồn tại lúc nào cũng có trong đạo chúng ta. Cho nên tôi mong rằng giờ này chúng ta phải lo. Mà Đức Thầy dùng cái từ là chi cho bằng. Trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy chỉ viết có hai từ: chi cho bằng mà thôi. Một chỗ là chi cho bằng ta sớm lo toan, một chỗ là chi cho bằng lúc sống sanh tìm lấy chữ nhân hòa, tìm lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thảo hơn là tranh đấu trong bài Pháp Môn Ngũ. Như vậy thì chi cho bằng là không có gì bằng, điều này là không có gì bằng cả. Cho nên giờ này chúng ta phải lo toan, chi cho bằng ta sớm lo toan. Lo hồi đó không lo, nhưng bây giờ lo. Hồi đó thì tu vừa chừng, nhưng bây giờ tu gấp mới được đồng thảo à. Bởi vì đời cùng tu gấp kịp thị, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, nữa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Mà trong cái dân thầy đã rất rõ rồi. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta mới lo. Hầu đó thì lo cho gia đình, hầu đó thì lo cho ổng, hầu đó thì lo cho bả, hầu đó thì lo cho con. Nhưng mà giờ này đừng có lo cho ổng cho bả nữa, lo vừa chừng thôi. Cái quan trọng là lo cho bản thân mình là đồng đạo à. Cũng có những bậc phụ huynh cha mẹ thương con dữ lắm, lo cho con mọi thứ à, nhưng mà quên lo cho mình. Cho nên tôi cũng thường nói hoài trong đời tu của mình đồng đạo à, chúng ta nên thương Đức Phật là cái người đầu tiên, gọi là đệ nhất.
chồng mình, vợ mình, con mình, chúng ta thương họ bằng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ đi. Cái người mình thương nhất là phải Đức Phật. Mình phải lo cho mình. Bởi vì ai tu nấy đắc à, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc à. Cho nên đồng đạo còn nhớ không, mỗi chuyện này tôi kể rất nhiều lần rồi. Ngày xưa khi Đức Thầy lập đạo, lúc bây giờ Đức Bà là cái người tu trước, cúng lại trước. Đức ông mà đây chế nhạo, bà tu mai mốt bà đi cho tôi niếm giả áo. Thì Đức Thầy mới rầy, thầy nói ông cả nói kỳ á, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, biết đâu ông đi trước bà rồi ông nắm giả áo ai. Kính thưa đồng đạo, cho nên trong vấn đề này chúng ta đừng nghĩ nha. Có nhiều đồng đạo nói tôi, chú Tâm ơi, ông nhà tôi không làm từ thiện dữ lắm, ông ăn chay lâu rồi, cúng lại lắm, tôi chưa ăn chay được. Tôi ở nhà tôi lo cho ông, chắc mà muốn ông đi chắc ông cũng kéo tôi theo. Tôi nói không nha, phận ai nó lo nghe, không có kéo được à. Ông, cái phần ông thì ông lo, phần cô thì cô lo mới được. Chứ giờ cô đợi kéo ông theo, ông kéo, kéo cô không được, đầu cô đi trước ông mà sao. Ai kéo ai đây, giống trường hợp mà Đức ông mà mất trước Đức Bà nè. Mà Đức Thầy đã tiên đoán rồi, trong vấn đề này rồi. Vì vậy cho nên trên con đường tu hành này, giờ này chúng ta phải lo liệu. Mình phải lo toan. Chúng ta nên nhớ được thầy dạy rằng đó, thứ nhất là gì? Đừng ý vào cái mạnh, đừng ý vào sự cứu vớt của thần thánh, đừng ý vào sự binh vực của thầy mình. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ câu nhân quả của Phật dạy, nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện. Vậy mà Đức Thầy đã viết rất rõ trong bài hành lễ của gì ạ. Kính thưa đồng đạo, cho nên chúng ta phải nhớ câu nhân quả, mình làm cái gì thì hưởng cái đó. Ai tu nấy đắc. Cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta nên lo, chia cho bằng, ta sớm lo toan. Lo to gì đây? Thì Đức Thầy mới dạy thêm câu thứ tư: gìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật. Như vậy thì giờ này đến đây chúng ta mới hiểu, đây là một pháp tu căn bản nhất của đời tu chúng ta, đó là mình gìn giới luật. Kính thưa đồng đạo, rồi nghe kinh, rồi trọng Phật. Đây là ba yếu tố căn bản. Có thể nói rằng trong cái đoạn giảng này, trong sáu câu giảng này, thì đây là câu giảng quan trọng nhất. Câu giảng này là nhân tu để chúng ta có được quả chứng. Khi chúng ta bắt đầu tu hành thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải có một cái tri thức. Mà Đức Thầy đã dạy, nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Thì khi có một tri thức xong rồi, thì lúc bây giờ bắt đầu chúng ta mới hạ thủ công phu. Thì lúc bây giờ chúng ta mới gìn giới lực. Giới lực của đạo nó rất là rộng. Trước khi đi vào chi tiết thì tôi cũng xin khái nét 8 điều răn cấm là cái điều căn bản nhất trong giới luật đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Đây là cái điều căn bản nhất mà đồng đạo thấy rõ. Vì vậy cho nên ngoài giới luật căn bản này thì bên cạnh đó nó còn có các yếu tố phụ trợ theo. Thế dụ bây giờ ngoài 8 điều răn cấm ra, trong cái bài những điều phải tránh hẳn hoặc được châm chế hoặc nên làm mà đồng đạo nằm lòng, thì bài này cũng là giới luật của đạo. Rồi bên cạnh đó, chánh nghiệp cũng là giới luật của đạo. Nếu như đồng đạo chúng ta làm cái điều bất chánh tà nghiệp là chúng ta phạm luật đạo rồi. Đây cũng là luật của đạo. Rồi đồng thời bên cạnh đó 10 điều ác cũng là giới luật của đạo. Thí dụ bây giờ chúng ta giữ 8 điều răn cấm nè, chúng ta làm cái nghề chánh nghiệp nè, mà chúng ta mở cái miệng ra thì nói chuyện không có vừa đâu hết trơn, chúng ta phạm vào khẩu nghiệp, phạm vào lưỡng thiệt ý ngôn bất khẩu vọng ngữ, thì đấy rõ ràng chúng ta phạm giới luật của đạo rồi. Mà đặc biệt trong này nó rơi vào ngũ giới cấm của nhà Phật. Trong năm cái giới cấm này thì phải nói là tam nghiệp chiếm hết ba rồi. Bắt sát sanh, bắt tạo giặc, bắt sát sanh, bắt đạo tạc, bắt tà dâm, bắt vọng ngữ, bắt âm thủ. Vì vậy cho nên 10 điều ác mà Đức Thầy dạy chúng ta đó là giới luật của đạo đồng đạo à. Mà giờ này nói đến 10 điều ác là tôi ngán ngược đồng đạo. Tôi ngán lắm. Thật sự mà nói bản thân mình cũng chưa làm được hoàn toàn đồng đạo à. Thấy như vậy đó. Chứ bây giờ khi mà chúng ta hiểu về văn phạm thì đồng đạo nằm lòng đúng không? Nhưng mà đồng đạo chi tiết lại đi. Tôi có trình bày hết mỗi nghiệp một đề tài riêng, thân có, khẩu có, ý có. Thì khi đồng đạo chúng ta chi tiết lại đi, rồi chúng ta so sánh lại mình. Bữa nào mình ngồi mình kiểm mình coi, kiểm mình trong ngày coi, kiểm mình trong tuần coi, kiểm mình trong một tháng, chúng ta lấy cái viết chúng ta ghi thử một bữa coi,
Bữa nào mà làm mà vướng vào 10 điều này chúng ta ghi, ghi liền, thử kiểm coi là chúng ta thấy khó dễ biết liền à. Cho Đức Thầy nó dạy trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ làm khổ não lắm, không phải là dễ dàng đó đồng đạo à, rất là khó tu à. Thấy vậy đó, bởi vì đây là nguồn cội nè, là cái nguồn gốc kính đó đồng đạo, nó không hết nè. Rồi ngoài cái việc tam nghiệp ra, ăn chay cũng là giới luật của đạo nè. Đạo Phật giáo Hòa Hảo không chấp nhận người bước vào đạo mà không ăn chay. Ít nhất chúng ta ăn chay 1 tháng 4 ngày, bởi vì trong bá gia nhiều ít lòng chay, đặng giữ trọn trong nền Phật pháp. Mà hôm nay chúng ta là tín đồ, một ngày chay không có thì chúng ta phạm giới luật rồi, có phải là tín đồ đâu, kính đồng đạo. Rồi tiếp theo nữa, giới luật của đạo là gì? Nó gồm 2 thờ cúng nè, cũng giới luật của đạo, kính thưa quý vị. Nếu như giờ này mà chúng ta cúng không đủ ngày 2 thời, ít nhất tối thiểu nhất cũng là ngày 2 thời, mà thầy dạy là muốn cho nên phi sớm chuyên cần lòng chí nguyện sẽ cầu Phật thánh, hoặc là sớm chịu bình đẳng chơi lơi nè, thường hành như vậy nhớ lại đừng sai. Mà một ngày 2 thời cúng mà chúng ta làm không trọn, chúng ta phạm giới luật rồi, đúng không đồng đạo? Cho nên nếu nói về cái phạm trù giới luật của đạo, nó rộng vậy đó quý vị ạ, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên giờ này mình phải nhận định điều đó. Mà nếu như giờ này chúng ta không giữ giới luật thì chúng ta là người bình thường. Có giữ giới luật thì tôi và quý vị mới là tín đồ. Đối với đạo Phật, khi còn nhỏ từ 10 tuổi đến 20 tuổi thì đây gọi là sa di, đây là giữ 10 giới. Những người tại gia cư sĩ thì giữ ngũ giới cấm, gọi là tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo. Rồi những cái người từ 20 tuổi trở lên mà xuất gia đó gọi là tỳ kheo, giữ 250 giới. Rồi các vị bên nữ, tức là tỳ kheo ni, thì giữ 348 giới. Cho nên đây là những cái điều căn bản nè. Vì vậy cho nên đây là điều hết sức là căn bản, mà người xưa chỉ biết rất rõ tam thế căn bản, bản di bắt tu, đạo diễn hồ tai. Trong 3 đời thuyết pháp giới luật, trong 3 đời thuyết pháp của Đức Phật đều lấy giới luật làm đầu. Nếu giới luật không tu thì chúng ta còn xa đạo lắm vậy. Cho nên hôm nay đây là một cái điều căn bản giới luật của đạo, mà chúng tôi cũng vừa nói, mình khác nhau giữa cái người có tu và không tu là ở chỗ giới luật của đạo. Một điều quan trọng hơn nữa, ngay giờ này tôi và quý vị, chúng ta tu đạo Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta đa phần nếu xét về điều kiện vào đạo thì đa phần chúng ta bị hụt hẫng chỗ này quý vị. Đa phần tôi và quý vị chúng ta rơi vào cái chỗ gọi là kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tỉnh tại nhà, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng đài thờ khắc. Đa phần chúng ta là cái người phải nói rõ là tự phát không à, tự mình giác ngộ, tự mình lập 3 ngôi thờ cúng, tự mình quy y, tự mình cúng lại, không ai kiểm soát nữa. Chứ nếu như theo là Đức Thầy, người muốn quy phải có 2 người bụng đầu cũ đó, có đức hạnh đó, dìu dắt đó thì tốt lắm. Bởi vì khi mà chúng ta muốn tu có 2 người bằng bụng đạo cũ, có uy tín đức hạnh mà dìu dắt mình thì theo tôi nghĩ là không làm sai. Đằng này chúng ta lén lén chúng ta tu, lén lén cúng lại, lén lén ăn chay, lén lén niệm Phật thì tôi cũng tốt. Nhưng mà chúng ta cũng lén lén làm khác, lén lén phạm giới luật, lén lén làm quấy. Bởi mình nói rằng là mình làm gì không ai hay, không ai biết cái gì. Không có gì thông cảm cho tôi à, đây là tôi nói một cái mặt bằng chung. Bởi vì thường thường đó, một sự kiện gì mà có được 3 người mà giám sát tốt lắm. Vì thấy Đức Thầy chúng ta là khoa học ghê không? Nếu chúng ta muốn tu mà có 2 người bóng đạo cũ, giả sử như tôi tu đi, tôi nhờ ông trưởng ban trị sự xã Phú Hội, ông trưởng ban trị sự là của xã Mỹ Hội Đồng giám sát cho tôi. Ông coi tôi nghe dòm tôi coi được không? Nếu mà ông thấy tôi làm sai thì ông chỉnh liền, ông sửa liền. Thì làm sao tôi dám làm sai? Lần này đa phần đồng đạo chúng ta lén lén không à. Mà nếu lén lén làm tốt thì quý, mà lén lén khi chúng ta làm cũng không tốt. Vì vậy cho nên nếu nói từ đó chúng ta mới suy ra được đó, thì giờ này toàn thể trong đạo chúng ta đa phần là chúng ta tự phong. Tôi Phan Chí Tâm tự phong là tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo, cho Đức Thầy không biết công nhận hay không, phải không đồng đạo? Quý vị cũng vậy, quý vị tự phong tôi là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nè, mà Đức Thầy có công nhận mình chưa?
Ở đây có ai được Đức Thầy công nhận không? Không. Bởi vì ngày giờ này chúc Đức Thầy chúng ta đã vắng mặt rồi. Phải chứ Đức Thầy còn tại vị, còn tại đây đó. Thì tôi không nói điều này đâu đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy đã đi rồi, Thầy để lại cái giới luật. Nói đến điều này chúng tôi mới nhớ ngày xưa khi Đức Phật vừa nhập Niết Bàn, các cái tôn phái bên ngoài mới đến để thắc mắc, gặp ngài Ca Diếp mới hỏi rằng đó, từ xưa đến giờ trên dưới gần 50 năm nay, Sa Môn Cù Đàm là cái người lãnh đạo tăng đoàn. Tôi biết được rằng Sa Môn Cù Đàm đã chết rồi. Vì vậy cho nên trong tăng đoàn của ông ai là cái người lãnh đạo? Mấy ông này đến kiếm chuyện quý vị. Thì lúc bây giờ Ca Diếp nói rằng đó, lúc thầy tôi còn thì thầy tôi lãnh đạo tăng đoàn, nhưng mà giờ này thầy tôi vắng mặt rồi, thầy tôi để lại cái giới luật, cái giáo pháp. Vì vậy cho nên lãnh đạo tăng đoàn ngày giờ này là giới luật của đạo, là giáo pháp của đạo, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì giờ này trong đạo chúng ta cũng vậy. Đức Thầy chúng ta đã vắng mặt rồi, và đặc biệt trước khi đi, Đức Thầy chúng ta còn để lại giới luật của đạo, còn để lại 8 điều răn cấm, còn để lại sấm giảng thi văn toàn bộ. Thì đây là lãnh đạo trong đạo Phật giáo hảo chúng ta về bằng tinh thần. Nếu nói về cái phần vật chất, về sự đó, thì ban trị sự trung ương, ban trị sự xã thay thầy lãnh đạo giáo hội Phật giáo hảo chúng ta theo cái lời phó thác của Đức Thầy. Vì thầy không thể gần gũi trực tiếp để giải quyết những biến cố xảy ra hàng ngày trong đạo, nên cho ban trị sự được thay mặt trọn quyền để giữ gìn thu xếp tổ chức cho toàn thể bổn đạo được trật tự an ổn lo làm ăn. Thì đó là nguyên văn Đức Thầy đã phó thác. Đó là chúng tôi nói về sự. Còn nếu chúng ta hiểu về lý, về phần tâm linh, thì lãnh đạo cao nhất về đạo chúng ta là giới luật của đạo, là giáo pháp của đạo, là quyển sấm giảng thi văn toàn bộ. Vì vậy cho nên giờ này tôi và quý vị là những người tự phong. Cho nên hôm nay mà nếu muốn được Đức Thầy công nhận chúng ta là tín đồ, thì chúng ta là cái người giữ giới luật. Khi chúng ta giữ trọn 8 điều răn cấm, khi chúng ta giữ các giáo điều như nãy giờ chúng tôi trình bày giới luật của đạo, thì lúc đó chúng ta mới được Đức Thầy công nhận. Cho nên trong cái bài lời tâm huyết của đạo chỉ có 8 điều thôi đồng đạo. Trong 8 điều này Đức Thầy đặt nặng vấn đề giới luật hết 3 điều rồi đó quý vị à. Tôn trọng giới luật của đạo, ráng sửa mình cho trong sạch để gây quả phúc tốt cho linh hồn và thể xác, mà thầy viết trong điều thứ 5. Rồi điều thứ 7 thầy dạy, nếu không giữ được giới luật của đạo, tốt hơn hết là tốt hơn là ra khỏi đạo, không có sự ép buộc phải ở trong đạo. Rồi Đức Thầy dạy nữa, ở cái điều cuối cùng, những kẻ nào cờ bạc rượu trà làm những điều xấu xa, nên biên tên họ đem đến cho những người có trách nhiệm, để những người ấy đem đến cho thầy, thầy sẽ trừng trị một cách thích đáng để làm gương cho kẻ khác. Cho nên giờ này chúng ta nhớ kỹ rằng các cái điều này, thì dầu rằng giờ này không ai đến cho thầy, nhưng mà khi chúng ta phạm giới luật rồi thì sao ai đem đến cho thầy quý vị? Đó là lưỡng thần ghi chép liên miên, đúng không? Nào tội nào phước với miền trần gian. Vì vậy cho nên gia giác chúng ta hàng ngày sẽ ghi những cái điều chúng ta sai quấy rồi trình cho thầy. Khi trình thầy xong, đến ngày cuối cùng thầy về chúng ta bị xử. Nếu chúng ta không ăn năn, nếu chúng ta không làm lành, nếu như hôm nay mà chúng ta lỡ phạm giới luật đó, ở đây tôi nói lỡ nha, nếu mà chúng ta lỡ phạm giới luật mà đồng đạo chúng ta có ăn năn, đồng đạo chúng ta có cải sửa mà phải thật sự ăn năn, thật sự sám hối, thì không đến đổi, chừa bỏ lỗi sao, gọi là sám giả sám kỳ, tiền khiên hối giả hối kỳ hậu quá. Tại sao thầy dạy chúng ta có một ngày hai thời, một ngày hai thời chúng ta nguyện cái bài quy hai lần, bốn lần, một thời hai lần, bốn lần, để làm chi? Để cho chúng ta xóa bớt cái tội của mình đã gây tạo trước đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng ở đây khi mình xóa tội rồi, chúng ta không có được gây thêm. Đó là trường hợp mà tôi nói bắt đắc dĩ chúng ta phạm giới đó, tốt nhất chúng ta đừng nên phạm. Bởi vì mình không phạm giới luật mới là tín đồ của thầy. Đây là điều kiện căn bản cần phải có của người tín đồ Phật giáo và hảo thuần thành của đạo. Ngoài cái đoạn đó thầy viết trong cái bài tôi vừa nói, tức là lời tâm quyết, thì bên cạnh đó trong cái bài điều kiện vào đạo thầy không khác đồng đạo.
Không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ giới luật. Kẻ nào làm trái với luật lệ trong sự đạo đức giàu không sinh thói đạo, hay chưa bị bôi tên cũng bị trách nhiệm việc làm của họ và bị coi như kẻ ngoại đạo. Không biết vì sợ không, tôi rất là sợ đó. Tôi sợ một ngày nào thầy về, thầy nói rằng Phan Chí Tâm là cái người ngoại đạo, không phải đạo của tôi. Rồi làm đạo, hình dung giùm tôi coi làm sao đây. Như vậy thì cả cuộc đời tôi của mình đổ vỡ hết rồi. Hoặc là đồng đạo cũng vậy. Tôi là trưởng ban trị sự, tôi là phó ban trị sự, tôi là thành viên ban trị sự. Tôi cực khổ đầu tư cả đời tôi, nhưng ngày thầy về nói đây, ông này không phải đạo của tôi, ông là kẻ ngoại đạo. Mà nếu kẻ ngoại đạo rồi thì thầy đâu có cứu, đúng không? Lúc bây giờ con Phật thì cần Phật cứu, mà con ma thì ma bắt à, quý vị à. Đến cái thời kỳ cuối cùng cái gì nó ra cái đó, không phải như bây giờ đâu. Hiện giờ là vàng thao lẫn lộn nè. Lúc này là lúc vàng thao lẫn lộn, tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Nhưng mà khi ngày thầy về rồi, cái gì nó ra cái đó, đồng đạo à. Trên giờ này chúng ta phải nhớ vấn đề này, phải luôn luôn lưu ý rằng đó, khi ngày thầy về, nếu mình là cái người không giữ luật của đạo thì coi chừng thầy coi chúng ta là kẻ ngoại đạo đó. Nghe câu này là buồn hả đồng đạo? Vừa buồn mà vừa sợ thêm vừa lo luôn. Ráng, chúng ta ráng đi, hiểu được gì mình phải ráng mới được. Bởi vì mình muốn thế nào là hoàn toàn do mình mà. Phật đâu ép mình, đâu ép mình đâu. Mình là một ông thầy, mình là một ông thợ, để xây dựng cái cuộc đời của mình trong hiện tại và tương lai. Mình muốn trở thành tín đồ thuần thành của đạo thì chúng ta phải giữ giới luật. Ở đây tôi chỉ nói những cái điều trọng yếu thôi. Chứ giờ này mà trình bày 8 điều đáng cấm gồm gì đồng đạo đồng lòng hết rồi. Cái quan trọng chúng ta nói những cái động cơ, những ý quan trọng, để lâu lâu đồng đạo chúng ta ngồi với nhau như vậy nè, mình chia sẻ với nhau những cái gì đó. Những giờ tôi nói nãy giờ là Đức Thầy, rồi tôi nhắc lại cho tôi là trước tiên, và nhắc lại tất cả đồng đạo chúng ta. Cho nên hôm nay mình may mắn lắm đồng đạo à. Thì đó là gọi là gìn giới luật đó. Nói một cách dễ hiểu, chúng ta gìn giới luật là chúng ta mới là tín đồ Phật giáo hòa hảo. Mà không gìn giới luật, chúng ta là kẻ ngoại đạo. Tôi mong rằng trong hội trường này đừng có ai là kẻ ngoại đạo hết. Tất cả chúng ta cùng một đạo nhé. Và muốn đạt ở chỗ tất cả chúng ta cùng một đạo thì mỗi đồng đạo chúng ta phải dòm lại mình. Thử một ngày thôi, chúng ta dòm hành động, tư tưởng, lời nói của mình đó, là cầm cái bếp ghi thử. Thử cả. Giống như tôi nói đồng đạo ơi, đồng đạo niệm Phật nhiều không? Nhiều lắm chú Tâm. Tôi nói nhiều phải không? Ngày mai thử đi. Một ngày 24 giờ đồng hồ, ngủ khoảng 6-7 tiếng đúng không? Còn lại khoảng 16-17 tiếng. Tại bây giờ khi mà cô niệm Phật đó, cô ghi giùm tôi, cô niệm Phật ngày được mấy tiếng? Tới chừng nào ghi xong rồi chú Tâm ơi, hôm qua tôi niệm được 2 tiếng đó. Tôi nói như vậy là 15 tiếng đồng hồ mà cô niệm có 2 tiếng, vậy 13 tiếng đồng hồ kia cô niệm cái gì? Không trả lời được. Không đồng đạo? Như vậy một ngày 24 tiếng đồng hồ trừ thời gian ngủ ra cũng còn thức 15 tiếng. Tôi cho quý vị là ngủ là tới 9 tiếng luôn đó. Mà niệm có 2 tiếng à, 2 tiếng là nhiều nghe. Không phải dễ gì niệm 2 tiếng đâu. Mà cứ cùng niệm 2 tiếng rồi giờ còn lại mười mấy tiếng đồng hồ làm gì, đặt câu hỏi niệm cái gì. Thì lúc bây giờ mình thấy hết hồn, hụt hẫng. Cho nên ông thôi nói mình niệm Phật ngon lắm. Nhưng mà thời gian quên nó nhiều hơn thời gian nhớ. Thời gian chết nó nhiều hơn cái thời gian sống. Thì giới luật cũng vậy. Nhiều khi chúng ta phạm giới luật, nó rơi vào cái thời gian chết. Cái thời gian chúng ta tỉnh thức, cái thời gian chúng ta sống cộng với chữ biết, thời gian này gọi là tự xét mình thì chúng ta không có phạm. Tôi sợ nhất thời gian chết. Cái thời gian mà chúng ta vô tâm, thời gian mà chúng ta không quan tâm tới đó, thời gian mà chúng ta không nhớ là được thầy, thời gian mà chúng ta không nhớ được chánh pháp. Vì vậy cho nên các chư tổ chư sư mất dạy chúng ta nên sống trong tỉnh thức. Mà cái chỗ này là chỗ tỉnh thức nè. Câu đầu tiên là tỉnh thức rồi. Đây, thì đây là chúng tôi muốn nói thêm thôi, để chúng ta làm một cái bài toán cho vui thôi. Mà thật không vui khi chúng ta làm xong mình hết hồn, bởi vì mình thấy mình hành đạo quá tệ. Tôi cũng vậy, nhiều khi tôi nhớ tôi hành đạo quá tệ nè. Giống trường hợp tôi vừa nói lại vừa nhắc, thì đó là chúng ta thấy rõ, đó là chúng ta gìn giới luật đó. Rồi bên cạnh gìn giới luật, để bù đắp vào cái khoảng thời gian chết hồi nãy đồng đạo, cái thời gian chết tôi vừa nhắc đó,
Vì vậy cho nên để bù đắp vào cái khoảng thời gian chết đó thì chúng ta phải nghe kinh. Chúng ta phải nghe kinh. Như vậy thì nghe kinh là gì? Nói đến đây có một số đồng đạo lại ngộ nhận. Vậy là tôi phải thỉnh kinh cho nhiều về tôi nghe. Mà nhiều kinh quá thì rinh không nổi. Tại sao không nổi? Bởi thầy dạy là quá mắc mỏ bởi chân phạm ngữ nên người đời có kiếm cho đâu nè. Vì vậy cho nên cái khái niệm nghe kinh này trong đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thì đồng đạo nên nghe sấm giảng thi văn toàn bộ. Đó là kinh. Đó là kinh. Kinh là đồng đạo. Chẳng những kinh mà đó là kệ. Vì vậy cho nên thầy dùng cái từ kinh ở đây trong sáng thầy rất là nhiều. Nào là kệ kinh tưởng niệm cho sành ngày sau thấy Phật là đành trắng sai. Nào là kệ kinh tưởng niệm đêm thanh ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Vì vậy cho nên hôm nay nghe kinh ở đây là chúng ta phải nghe tiếng nói của thầy. Dầu rằng đức thầy dùng cái ngôn ngữ, nhưng mà riêng tôi đồng đạo, mỗi lần tôi đọc giảng thầy, tôi đọc trong tâm là nhiều. Hồi đó giờ tôi ít có đọc ra tiếng lắm. Thời gian học giảng thầy tôi đọc trong tâm không à. Tức là tâm chuyên chú vào con chữ, tai nghe từng chữ đó. Cho nên mỗi lần tôi đọc giảng thầy đó thì tôi nhớ giống như thầy nói bên tai tôi vậy đó. Bởi vì khi chúng ta đọc trong tâm mình nghe mới rõ. Còn đồng đạo đọc giảng ở đây, khi đọc giảng vậy đó, ở đây có nhiều người đọc giảng viên nè, nhiều khi chúng ta trao chuốt cái giọng đọc cho ngưng nè, cho dài nè, hát cố nè, nhưng mà khi tâm nghĩ khác. Đôi khi chừng tâm chúng ta nghĩ chuyện ở nhà, bởi vì miệng đang đọc mà đôi khi tâm không đọc theo. Nếu miệng đang đọc mà tâm đọc theo thì tốt. Vì vậy cho nên ngày xưa học phổ thông cũng vậy nè, tôi về nhà học bài hồi đó ngoại tôi nói ủa tâm này nó học đi học không thấy học bài, nhưng thật chất học trong tâm không à. Khi nằm võng để cuốn tập vậy đó, nhìn cứ nhìn mắt nhìn vậy thôi. Mà giờ này cũng vậy à, tôi gần như trong nhà, ở nhà hàng ngày tôi cầm điện thoại suốt. Chính vì mà con mắt tôi bây giờ nó mờ, cầm điện thoại là học suốt à. Bởi vì trên những cái thông tin rồi luôn cả sấm giảng thi văn toàn bộ từ điển những tích tôi dồn hết vào điện thoại của tôi. Tối ngày cầm điện thoại không à. Cho nên là nhiều đồng đạo đến nhà tôi gặp tôi họ hơi ngạc nhiên, ông này xong cầm điện thoại tối ngày ông có chơi game không nữa. Cái thương vậy quý vị. Rồi giờ này rồi thêm vấn đề làm YouTube nữa, được như cả như đi thuyết giảng xong cầm điện thoại suốt. Ngoài việc học ra rồi còn phải làm video để phục vụ cho đồng đạo xa gần. Cho nên đây là những vấn đề mà chúng ta phải thấy hết sức là mình cần. Do đó cho nên trở lại nghe kinh ở đây thì đồng đạo nên nghe là được thầy, chứ không phải chúng ta tìm kinh khác à. Nếu tìm kinh khác cũng tốt, nhưng mà chúng ta đừng để kinh nó chuyển. Mình nghe kinh phải chuyển kinh. Giống như trường hợp ngày xưa đức thầy dạy ông Hương Hào. Ông Hương Hào thì em thích nghiên cứu lắm. Thì đức thầy nói ông Hương Hào à, tôi không phủ nhận sách của ông Đoàn Trung Còn, nhất là cái bộ Phật học phổ thông của Đoàn Trung Còn, ông cũng là người nguyên bác. Nhưng mà ông Đoàn Trung Còn ông nói nhiều gì chúng gì là khoảng 5-7 phần thôi, ông là phàm mà. Thì rõ ràng. Và đức thầy mới nhắc Hương Hào rằng đó, ông nên xem kinh đó thì ông phải chuyển kinh, chứ đừng có để kinh chuyển. Trong đạo mình tôi thấy có nhiều người bị kinh chuyển ở đồng đạo. Xem kinh riết rồi cuối cùng mất vào giáo hảo luôn, chạy luôn mất tiêu luôn hả. Thí dụ bây giờ tôi nói Nam Mô Di Đà Phật đi, mình xem kinh, trong kinh cũng dạy là niệm Phật phải niệm Phật cao thanh nè, phải niệm Phật là phải nói là kinh hành nè, phải không? Thì những cái này là chúng ta không thể nào bị nó chuyển được. Trong khi đó đức thầy dạy lúc cầu nguyện và niệm Phật cho niệm trong tâm. Thì nếu như đồng đạo nào mà được đức thầy chuyển á thì tốt. Chúng ta xem kinh để mở mang thôi, giống như tôi nè, tôi xem kinh nhiều lắm à. Chẳng những kinh Phật mà tứ thơ ngũ kinh, đạo đức kinh, hoa nghiêm chân kinh, kinh sách khác tôi xem rất là nhiều. Nhưng đối với tôi lời đức thầy là đệ nhất. Xem kinh để mở mang lời đức thầy, chứ không phải xem kinh là kinh nó dắt mình. Cái nào mà trong kinh phù hợp là đức thầy tôi tôn vinh, tôi nhắc nhở để làm theo. Cái nào mà không phù hợp là đức thầy thì tôi cũng xem mà tôi để đó qua một bên. Đây tôi nói tôi để cho quý vị chúng ta có một kinh nghiệm. Thí dụ tôi vừa nói đó, trong kinh dạy là phải niệm Phật kinh hành, phải niệm Phật là cao thanh, mà đức thầy không có dạy điều này, cho nên chúng ta không theo. Mình gác hoàng bên, để hoàng bên, mình không phủ nhận nhưng mình không làm theo. Kính thưa đồng đạo,
Vì vậy cho nên muốn nói khái niệm này để làm chi? Để cho chúng ta nhớ được rằng ngay giờ này mình lúc rảnh việc nó thường có kệ giảng lời Đức Thầy là kinh, mà giống như ngày xưa vậy, trong một pháp hội Đức Phật cầm một nắm lá si chim pha trên tay, lá si chim pha lá rừng. Đức Phật hỏi này các đồ chúng, các người hãy nhìn xem lá trên tay ta nhiều hay lá trong rừng này nhiều. Thì các vị tăng đoàn đã bạch Thế Tôn, lá trên tay ngài thì ít mà lá trong rừng thì nhiều. Thì Đức Phật nói cũng thế, cái sự hiểu biết của Thế Tôn nhiều như lá trong rừng này vậy, còn những điều mà hôm nay ta đem ra nhắc nhở các ngươi ít như nắm lá trên tay này vậy. Bởi vì lá trên tay này là phương tiện, là thuốc, có một công năng chuyển hóa đưa các ngươi từ bờ mê sang bến giác đến Đức Thầy chúng ta. Đức Thầy chúng ta chỉ rút duy nhất một lá trên tay của Đức Phật mà thôi. Đức Thầy chúng ta rút một lá trên một cái nắm lá của Đức Phật, mà Đức Thầy dạy là rút trong các luật các kinh tỳ lòng không ép làm in giảng này. Bởi vì căn cơ trình độ chúng sanh thời kỳ này nó khác thời kỳ xưa đồng đạo. Thời kỳ này mà Đức Thầy viết kinh kệ mà dài như tam tiễn, tam tạng giáo điển của Phật tổ thì làm gì tôi dạo vị tu nổi đây. Có cái quyển Sâm Giảng Thi Văn toàn bộ, nếu nói về số trang chưa đầy 500 trang, nếu nói về số chữ chưa được 90.000 từ. Thấy vậy mà có người để trên bàn thờ, để trong tủ nghe, quanh năm suốt tháng không mở ra xem nữa. Phải không? Chỉ có một chiếc lá thôi. Chiếc lá này là thuốc, chiếc lá này là tiên đơn, là diệu dược, là bát nhã, là thuyền bè, có một công năng chở chúng ta từ bờ mê tục lỵ này sang ở bến giác giải thoát. Thế mà chúng ta không có chịu đi. Ma ha thòn nhỏ dọn rồi đá, bước xuống đi qua bến giác mà sao hễ trần chờ ta réo mãi, dân tình xem giảng cứ ngâm nga. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên giờ này nhà chúng ta có của báo của quý đủ thứ hết phương tiện rồi, chỉ cần chúng ta học để làm theo. Cho nên giờ này chúng ta lấp vào cái phẳng trống thời gian chết hồi nãy đó. Tôi tin tắc chắc rằng, bởi vì đời tôi kinh nghiệm cũng như với chú bác đi trước thường kể tôi nghe, chúng ta khó niệm Phật nhất tâm đồng đạo à, rất là khó. Trong 24 tiếng đồng hồ trừ thời gian ngủ ra, chúng ta khó niệm Phật nhất tâm lắm. Chi bằng cái thời gian chết này nè, chúng ta phải vận dụng học đọc nghe lời Đức Thầy cho nhiều. Đúng với câu mà Đức Thầy dạy cho ông Trần Quang Hạnh, đó là sớm tối đi nằm y chánh pháp, thầy nguyện dắt đến cảnh Long Hoa. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta có học đọc là Đức Thầy, có xem kinh, thì tôi tin chắc rằng cơ hội rất là cao. Hoặc giả là thiền định đã làm thế. Muốn đạt ra thiền định làm thể thì hàng ngày chúng ta học đọc là Đức Thầy, thì đó là xem kinh. Tôi chỉ nói gọn vậy thôi. Rồi bên cạnh xem kinh ra, chúng ta còn trọng Phật. Trọng Phật này nếu nói về nghĩa rộng là chúng ta phải thực hiện cho được cái ân tam bảo. Chúng ta trọng hết 10 phương Phật, 10 phương Pháp, 10 phương Tăng. Nếu nói về nghĩa hẹp, trọng Phật này là chúng ta phải trọng Thầy, đạo thầy trò khắc cốt với ghi xương mà thầy viết trong Không Buồn Ngủ. Bởi Đức Thầy chúng ta là Phật mà, Đức Thầy chúng ta là Kim Sơn Phật, cho nên hôm nay trọng Phật là chúng ta phải trọng Thầy. Tại sao thầy thường nói rằng đối với tín đồ Phật giáo, tôi vẫn không quên tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật. Đức Thầy muốn nhắc cái vấn đề này, Đức Thầy đem ngài ra để làm một cái ví dụ để cho chúng ta noi theo. Nhờ Đức Thầy trung thành Đức Phật cho nên Đức Thầy mới đắc đạo, mới tỏ tâm sự người liễu đạo và trở về đây dạy chúng ta. Vì vậy nên hôm nay mình muốn trung thành, mình muốn đắc đạo thì chúng ta học tập nơi Đức Thầy. Mà thầy dạy là Phật từ thiện cách nào, dạy ta cũng làm theo cách nấy. Phật tu cách nào dạy ta cũng làm theo cách nấy mà. Vì vậy nên trọng Phật ở đây, chúng ta phải trung thành tuyệt đối là Đức Thầy. Và một cái thứ hai nữa, cái nhận định thứ hai nữa về từ trọng Phật, chúng ta trọng Phật là mình phải làm theo lời ông Phật. Không phải hôm nay trọng Phật chúng ta lại Phật sáng tới chiều, không phải chúng ta lại Phật 108 lại Phật từ sáng tới chiều. Nói rằng trọng Phật thì xin thưa rằng chưa đủ đồng đạo. Bởi vì cũng có trường hợp bước vào chùa thấy Phật đại dạy mà lui cõi cửa ra tay con xé, gì có trọng Phật đâu. Giờ này muốn trọng Phật, mình coi con Phật ông dạy cái gì, ông cần cái gì, chúng ta chỉ cần đáp ứng theo là chúng ta trọng Phật. Mình nói mình trọng thầy, thầy ơi thầy con thương thầy lắm, mỗi lần con nhìn thầy con khóc đó thầy.
Cũng có nhiều đồng đạo nói tôi: Chí Tâm ơi, mỗi lần mà cô nhìn ảnh thầy cô khóc. Thì đây là một cái điều rất tốt rồi. Nhưng mà sau khi những giọt nước mắt đó, sau khi những lúc nhìn thầy mà chúng ta xúc động như vậy, thì chúng ta phải lưu giữ hình ảnh đấy, để hàng ngày chúng ta ghi nhớ. Mình nhìn thầy mình khóc đúng không? Có khi nào vậy nghĩ là thầy nhìn mình thầy cũng khóc không? Tại sao không khóc? Vậy chẳng nặng lòng như lửa đốt mà không khóc cho được. Vậy không có chịu nghe. Cho nên tâm can tỳ phới thận đau hoài, hay gì sanh chúng còn lao lý, nguyện uống cho đời chén thuốc cay. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta mới thương thầy. Mình nếu mình trọng thầy mà thầy dạy một đàn, chúng ta làm theo một nẻo, làm sao trọng thầy? Niệm muốn trọng thầy thì phải thế này nè: giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày đài gặp ta, thì đó mới là trọng thầy đó đồng đạo à. Kính thưa đồng đạo, đó là trọng thầy đó, như chúng ta vừa trình bày hồi nãy giờ. Rồi trọng Phật là sao? Đức Phật chẳng bao giờ nói rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ giúp các người, mà trái lại ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm cái chân tánh của mình. Đó là Đức Thầy, đó là ăn thôi. Như vậy thì giờ này Đức Phật muốn cái gì? Đức Phật muốn chúng ta tu, Đức Phật muốn chúng ta giữ giới luật, Đức Phật muốn chúng ta xem kinh kệ của ngài để làm một cái nền tảng trên con đường giải thoát, thì đó mới trọng Phật. Và hơn thế nữa, trong ơn Tam Bảo thầy đã dạy rất rõ rồi, nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được minh mẫn lên con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ sơ cơ, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo đại khắp nơi nơi trong ba tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy, thì đó mới là trọng Phật đó. Kính thưa đồng đạo, nói một cách dễ hiểu, trọng Phật ở đây chúng ta phải học, chúng ta phải hành, chúng ta phải truyền, đó gọi là trọng Phật. Mà trong kinh Di Giáo Đức Phật đã dạy rằng: này các người, giáo pháp của ta đó, cố học đi, quyết mà hành đi, gắn mà truyền đi, mọi sự cúng dường tán dương Phật cũng không bằng đem giáo pháp của ta mà ban bố khắp nơi nơi trong ba tánh. Đó là nguyên văn trong kinh Di Giáo. Còn hôm nay Đức Thầy cũng dạy nè, cái này là trọng Phật nè: nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thực hiện điều này chúng ta mới trọng Phật, thì đó là trọng Phật. Và khi có được cái căn bản tu hành là gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, thì đến lâm chung quả lành đâu mất. Trong toàn bộ sấm thi Đức Thầy, Đức Thầy viết cái từ lâm chung có hai lần thôi. Lâm chung là cái giờ phút cuối cùng mà chúng ta lìa bỏ cõi đời này, là lâm chung. Một chỗ ở đây, một chỗ cũng trong phiến thiện thầy dạy là: gần hấp hối tâm thần sao sát, trí vẫn vơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến phút lâm chung, giả cõi tạm theo đường cõi phước. Vì vậy cho nên lâm chung ở đây là muốn nói rằng đến cái giờ phút mà chúng ta bỏ cái xác này là lâm chung. Và đặc biệt một điều chúng ta mừng là đến lâm chung quả lành không có mất. Nếu như mà chúng ta tích, kính thưa quý vị, như vậy thì trong cái cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta tích trữ công thiền, tích trữ vườn ruộng, tích trữ nhà cửa, thì xin thưa rằng đến lâm chung mất hết. Nhưng mà chúng ta tích trữ công đức, tích trữ sự niệm Phật, tích trữ việc làm lành, tích trữ làm từ thiện như chúng ta bàn nãy giờ, tức là gìn giới luật cái kính trọng Phật, thì đến lâm chung không có mất. Tất cả cái này nó còn y. Cho nên Đức Thầy mới dạy là: tuy không thấy mà sao chẳng mất nè. Hoặc là tìm tỏi đạo màu trong Phật Pháp cho đời hiểu rõ lý chân không, là cái này nè. Đức Thầy dạy hãy tìm kiếm cái không mới có, mà đa phần chúng ta cứ tìm cái có đồng đạo. Ví dụ như bây giờ công đức mình đâu có thấy đâu, công đức chúng ta không thấy, nhưng mà không thấy nhưng mà nó lại là có. Còn những cái chúng ta thấy được như tiền bạc, danh lợi, giàu sang, thì cái này mình thấy nhưng mà cuối cùng nó không có. Đúng như câu thầy dạy là: sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đặng nào. Ai biết đường hãy sớm tạo đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏ, thầy trong giấc mình tâm kệ rất rõ rồi. Vì vậy nên đến lâm chung quả lành đau mất. Nói gọn lại, đến đây chúng ta sẽ còn những cái chúng ta công đức tu hành, và chúng ta còn những cái chúng ta đã cho. Đúng như câu là: ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho.
trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Đó là gọi là đến lâm chung quả lành đâu mất. Và đến câu cuối cùng, cõi Tây Phương chư Phật để chờ, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay, như tôi nói hồi nãy, nhiều khi chúng ta nhìn thầy chúng ta khóc, mà tôi đã có cảm giác đó rồi đồng đạo. Đôi khi chẳng những nhìn thầy khóc, mà nhiều khi tôi đọc những câu giảng đó thầy, tôi rơi từng giọt nước mắt. Rồi từ đó tôi mới suy nghĩ lại, mình nhìn thầy mình khóc, có khi nào thầy nhìn mình thầy cũng khóc không? Bởi vì trong khi đó thầy dạy mình không có nghe. Tín đồ của thầy, thầy dạy một đường là một nẻo à. Cho nên chính vì vậy cho nên chúng ta phải nghĩ đi nghĩ lại. Vì vậy cho nên giờ này ở đây nhiều khi tôi dạo vị bận bịu lắm đúng không? Người thì việc này, kẻ thì việc kia, rồi vì danh, về tình thương gia đình, rồi tình thương thế này thế kia trong cuộc sống hàng ngày. Rồi nhiều khi chúng ta không nhớ Phật, nhưng mà các vị Phật thì lúc nào cũng nhớ chúng ta cả, hàng ngày hàng hữu nhớ chúng ta. Các chư Phật không khi nào rảnh tâm từ bi, lúc nào cũng nhớ chúng ta hết, kính thưa đồng đạo. Và điển hình trước mắt nhất là Đức Phật A Di Đà cũng vậy, ông lúc nào cũng nhớ chúng ta hết. Chính vì nhớ chúng ta, thấy chúng ta khổ, động lòng từ bi chắc ẩn của Ngài, cho nên Ngài mới sai Đức Thầy chúng ta xuống đây mà, kính thưa đồng đạo. Bởi vì đời ngoan hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lâm sự tai ương, Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Cho nên hôm nay nhiều khi tôi dạo vị quên Phật, chứ Phật không quên mình. Cho nên ở câu cuối cùng này, cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Như vậy thì cõi Tây Phương các vị Phật đang chờ cái gì? Xin thưa rằng đang chờ chúng ta là những cái người hiền, là những cái người chân tu, là những cái người là tín đồ thuần thành của thầy như chúng tôi bàn nãy giờ, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới dạy rằng đó, A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Cho nên lúc bây giờ cõi Tây Phương cho Phật để chờ là chờ chúng ta là người chân tu, chờ chúng ta là người hiền, để rồi sau này chúng ta và các ngài sẽ cùng chung hưởng. Nói một cách khác, cõi Tây Phương cho Phật để chờ là chờ gì? Chờ chúng ta được thác sanh từ cái ao sen thất bảo, kính thưa đồng đạo. Bởi vì giờ này ở đây chúng ta có niệm Phật, chúng ta có tu hành, thì bên ao sen thất bảo, bên củ phẩm liên hoa có hoa sen chúng ta bệnh đó. Ở đây mà nếu ai tu hành tinh tấn, là một cái nguồn năng lượng để giúp cho cái cây sen ở bên kia nó tốt tươi, nó sớm được hoa ra hoa, nó gớm được là phải nói là tươi tốt, để khi chúng ta mãn kiếp hồng trần chúng ta sanh lạc quốc được thần thức nhập thai sen tinh hảo. Còn nếu ở đây mà chúng ta có niệm Phật mà quá yếu ớt, chúng ta chưa hoàn thiện được điều lành, thì cây sen mình bên kia nó sẽ héo dần, nó không có một cái nguồn năng lượng. Giống như chúng ta trồng cây mà không tưới nước, trồng cây mà không bón phân vậy. Vì vậy cho nên cõi Tây Phương Phật để chờ lúc nào cũng chờ chúng ta làm lành, và đặc biệt chờ chúng ta niệm Phật, chờ chúng ta hoàn mãn các cái điều ân nợ, đúng với câu mà Đức Thầy cho biết rằng tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tò sen, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì trở lại qua sáu câu giảng này, mau thức tỉnh tu thân kẹo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chia cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Như vậy thì đại để lại bốn câu giảng này, ý đầu tiên Đức Thầy muốn kêu gọi chúng ta nên thức tỉnh đi. Bởi vì giờ này Đức Thầy biết được là nhân sanh còn hỡi ngà ngà dắt sai. Vì vậy nên giờ này chúng ta nên thức tỉnh để trở về với đạo trong cái kiếp chót này đây. Bởi vì gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng quyển, gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc tri quan thường giết khách tài quá, nghe chuông linh sớm nhất bể ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Ý đầu tiên Đức Thầy muốn chúng ta tỉnh thức, đó là chúng ta trở về với đạo, chúng ta tu hành để không thôi muộn mất đồng đạo à. Ý thứ hai nữa, Đức Thầy xác định rằng thời kỳ này là thời kỳ vàng son, thời kỳ cuối cùng, cho nên chúng ta cần phải tu tập, cần phải tận dụng cái khoảng thời gian này để chúng ta đầu tư cho con đường tương lai của mình. Trong cái ngày long hoa lập hội, trong thời kỳ cuối cùng này phải có mặt chúng ta. Chúng ta ít nhất cũng phải là dân làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Chứ nếu như chúng ta rơi vào ở chỗ còn kẻ tặng tỉnh tâm đến sau đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo, thì
thì đó là rất oan uổng cho chúng ta. Đến ý thứ hai, để hưởng được cái quả vị cao đẹp trong nghệ thì giờ này đồng đạo chúng ta phải giữ giới luật, đồng đạo chúng ta phải học đồng là rất hay, đồng đạo chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ và phải hiểu được ý của thầy muốn chúng ta làm gì. Ý Đức Thầy muốn chúng ta là cái người tín đồ chân tu tâm đạo, là cái người vừa học vừa hiểu và chúng ta vừa thực hành đúng với câu là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chứ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Và ý sau cùng, khi chúng ta có thực hiện được cái nhân tu là giữ giới nè, nghe kinh là trọng Phật nè, thì cuối cùng chúng ta sẽ có được một cái quả vị. Cái quả vị đó là hăng hú, cái quả vị đó là nó sẽ đưa chúng ta về đến cõi Phật. Và đồng thời lúc nào chúng ta cũng phải nhớ rằng Đức Phật lúc nào cũng nhớ mình, Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng trông chờ chúng ta niệm từ cấp Phật, Đức Thầy chúng ta lúc nào cũng trông chờ chúng ta làm lành, chờ để con hiền nói tục cổ tới thời thượng cổ điểu hòa mái mà thầy dạy, Đức Thầy chúng ta luôn luôn chờ chúng ta làm lành. Vì vậy cho nên khi hiểu được điều kiện này rồi thì giờ này hôm nay chúng ta tu là chúng ta hưởng, hôm nay chúng ta tu là mình dọn đường cho kiếp sau của mình, hôm nay chúng ta tu là mình muốn rằng tương lai của mình sau khi cái ngày chúng ta chút hơi thở sau cùng mạng chung thì chúng ta được về với thầy, được về với Phật. Thay vì không tu thì chúng ta sẽ xuống Diêm La Vương, chúng ta sẽ xuống địa ngục, chúng ta sẽ trở thành ngạ quỷ hoặc là đọa vào ba con đường ác. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta không thương mình thì thôi, chúng ta cũng phải thương thầy, chúng ta cũng phải thương Phật. Bởi vì nếu chúng ta còn ở đây thì Đức Thầy chúng ta không thể nào an vui nơi miền Phật cảnh được. Mà Ngài cho biết rằng nếu thế gian còn chốn mê tân thì ta chẳng an vui miền cực lạc được. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải thương thầy. Giống như đoạn khác thầy dạy: phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chẳng hương nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm lưng khô cạn sáo đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua 6 câu giảng. Thì cũng hết sức là kính cảm ơn quý đồng đạo đã dành cái thời gian cho chúng tôi trình bày trên dưới là 1 tiếng 15 phút. Thì đến đây cũng đã hết ý rồi. Thì tin chắc rằng trong quá trình trao đổi không sao tránh khỏi những sơ sót. Rất mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ phiết thêm cho chúng tôi những lần sau được khởi sắc hơn, được trọn vẹn hơn trong cái các chủ đề khác. Thì cuối cùng thì hôm nay cũng là cái ngày trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, và đặc biệt thì ban tổ chức cũng có cái phần quà cho bà con nghèo để hưởng công đức. Thì do đó cho nên trong cái buổi thuyết giảng hôm nay thì tôi tin chắc rằng sẽ được cái phần công đức trong cái tháng 7 rằm Trung Ương. Cho nên ban trị sự xã Tân An cũng là quê hương chôn nhau cắt đúng chúng tôi, hôm nay tổ chức buổi thuyết giảng này, chúng tôi về địa phương của mình để làm nhiệm vụ với cái sự kiểm soát của quý cô bác cao niên kỹ trưởng trong đạo, những người đã từng dạy chúng tôi những cái câu giảng đầu tiên, những cái nét chữ đầu tiên trong sấm thi Đức Thầy. Cho nên thì hôm nay trong cái cuộc tuyên dương đạo đức, cái cuộc tuyên dương Phật pháp này, thì tôi tin chắc rằng nó sẽ có được cái phần công đức giống như hôm nay chúng tôi trở về nguồn và ban tổ chức nơi đây. Thì nếu như có được phần công đức ấy thì quý vị cũng cho phép chúng tôi cũng như các vị cao minh cao đồ tổ thầy ở làng Tân An thì cũng cho phép chúng tôi hưởng công đức ấy đến cho củ quyền thất tổ chung của mình, nhờ công đức ấy mà được siêu sanh nơi cõi thọ. Còn nếu như ông bà cha mẹ chúng ta còn sống thì nhờ công đức ấy mà được tăng trưởng phước đức để sống cuộc sống vui vẻ an lạc và niệm Phật với con với cháu. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin cầu nguyện cái Đức Phật Đức Thầy gia hộ tất cả đồng đạo chúng ta là những cái người thật tu đúng là Đức Thầy, để rồi cái ngày cuối cùng chúng ta sẽ có được một cái phước lành. Và cuối cùng thì đồng đạo chúng ta nên tâm đắc là Đức Thầy dạy, đó là bớt phiền bớt não cuộc đời, ráng nghe lời dạy dạy thời hành y. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.